Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Hóa học Online, kênh do Thạc sĩ Trần Ngọc Vũ, Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 12 biên soạn, sáng tạo nội dung và trực tiếp ghi hình. Video hôm nay chúng ta sẽ giải bài tập liên quan đến dạng bài tập phương pháp trung bình. Bài tập như trên màn hình. Cho 13,00g hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, tác dụng hết với 11,50g Na. Thu được 24,30g chất rắn. Hỗn hợp X bao gồm A. CH3OH và C2H5OH, B. C3H6OH 2 lần và C4H8OH 2 lần, C. C3H7OH và C4H9OH, D. C2H5OH và C3H7OH. Như vậy, để làm tốt dạng bài tập này, chúng ta nên tìm kiếm lại video nói về lý thuyết phương pháp trung bình. Video này nằm trong chuyên đề các phương pháp giải toán hóa học, hoặc nằm trong danh sách phát lý thuyết phương pháp giải các dạng bài tập. Đầu tiên chúng ta tóm tắt bài tập này như sau. Đề bài cho hỗn hợp X có khối lượng 13,00g, gồm 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Như vậy, ở đây chúng ta phân tích nè, 2 ancol đơn chức. Đơn chức có nghĩa là chỉ có một nhóm OH. Kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, tức là cái góc hydrocarbon nó hơn kém nhau một nguyên tử carbon. Còn cái góc hydrocarbon là no hay không no thì ở đây đề bài chưa cho. Do vậy nên chúng ta gọi cái hai ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, gọi chung công thức là gì? R trung bình OH. Rồi, tác dụng với 11,50g Na. Tạo thành chất rắn là 24,30g. Ngoài ra còn có H2. Được chưa? Đề bài yêu cầu xác định hỗn hợp X là những chất nào? A, B, C hay là D? Đấy. Rồi, đầu tiên chúng ta viết phương trình phản ứng nó xảy ra ha. R trung bình OH tác dụng với Na tạo thành như gì? R trung bình ONa và H2 1 phần 2. Rồi, như vậy nhiệm vụ của chúng ta là tìm cái R trung bình chưa biết này để coi thử nó giá trị bao nhiêu và từ đó xem thử nó là những chất nào, A, B, C hay là D này. Được chưa? Như vậy, để biết được cái R trung bình là bao nhiêu thì đầu tiên chúng ta phải biết được cái số mol của H2 ở đây là bao nhiêu. Từ đó suy ngược lại số mol ở đây và tính được cái khối lượng phân tử trung bình của này. Được chưa? Như vậy, ở đây chúng ta thấy có 3 dữ kiện nè. Thứ nhất, khối lượng của R trung bình OH là 13g đề bài cho. Na đề bài cho 11,50g. Rắn 24,30g. Thế còn lại là gì? Khối lượng của H2. Chúng ta áp dụng bảo toàn khối lượng. Chúng ta có khối lượng của R trung bình OH cộng khối lượng của Na phải bằng khối lượng của R trung bình ONa cộng khối lượng của H2. Thay số vào chúng ta có khối lượng của R trung bình OH đề bài cho 13g. Khối lượng của Na 11,50g. Khối lượng của R trung bình ONa 24,30g. Khối lượng của H2 chính là số mol của H2 nhân khối lượng mol của nó 18. Từ đây chúng ta tính được cái số mol H2 bằng 0,1 mol. Chúng ta đặt cái giá trị 0,1 mol này vào phương trình phản ứng thì chúng ta tính ngược lại cái số mol của R trung bình OH là bao nhiêu? Chính là 0,2 mol. Và từ phương trình chúng ta đó là gì? Cái số mol R trung bình OH bằng 0,2 mol.
Như vậy, chúng ta có phương trình liên hệ là gì? 0,2 nhân khối lượng mol của nó, R trung bình, cộng 17, bằng 13. Từ đây chúng ta tính được cái giá trị R trung bình, bằng 48. Ở đây giá trị R trung bình nó phải nhỏ hơn giá trị R2 và lớn hơn giá trị R1. Được chưa? Như vậy từ bất cản thức R1 nhỏ hơn R trung bình bằng 48 và nhỏ hơn R2. Và đối chiếu với các kết quả đề bài cho như thế này, ABCD này, thế thì chúng ta có được cái cặp thỏa mãn là gì? R chúng ta chỉ tính cái gốc pyrocarbon thôi ha. Bỏ cái nhóm OH này ra đi. Bỏ nhóm OH ra đi. Chỉ tính cái gốc pyrocarbon thôi. Mà gốc pyrocarbon R1 nhỏ hơn 48 thì chúng ta có là gì? C3H7. Tức là khối lượng mol của nó là 43. Còn R2 tương ứng là gì? C4H9. Với khối lượng mol là 57. Là thỏa mãn cặp thứ nhất. Cặp thứ hai chúng ta thấy là gì? Thỏa mãn như là cái C3H6. Ở đáp án B đấy. C3H6 với khối lượng mol là 42. Và cái C4H8 với khối lượng mol là 56. Đấy. Như vậy, nếu chỉ xét ở giá trị R trung bình lớn hơn R1, R2, tức là gốc hydrocarbon, thì chúng ta thấy có hai cái đáp án này. Như vậy chúng ta chọn cái cặp nào đây? Ở đây đề bài cho là gì? Ancon đơn chức. Đơn chức thì chỉ có một cái nhóm OH. Mà ở đây là gì? Kết quả ở đây là gì? Cái C3H6 là OH hai lần. Như vậy là đa chức rồi. C4H8 OH hai lần. Đa chức rồi ha. Như vậy thì cái cặp này chúng ta bỏ thì đa chức rồi ha. Như vậy chỉ còn lại là gì? Cái cặp C3H7 OH và C4H9 OH ở cái đáp án C là thỏa mãn thôi. Được chưa? Đấy. Như vậy chúng ta chọn được cái đáp án C. Đây. Được chưa? Rồi. Các bạn xem lại nội dung bài giảng ha. Ở đây. Đối với bài tập này thì đầu tiên chúng ta phải dùng bảo toàn khối lượng để tính được cái số mol của H2. Từ đó tính ngược lại cái số mol của cái hỗn hợp X. Và từ đó chúng ta tính được cái khối lượng của hỗn hợp X và tìm được giá trị R trung bình bằng 48. Thế thì phải ràng buộc cái giá trị R trung bình này phải lớn hơn R1 và R2. R1, R2 đây là gốc hydrocarbon của hai ancon. Thế chúng ta tìm được là gì? Cặp thỏa mãn là C3H7 OH và C4H9 OH. Và chúng ta tìm được cái đáp án C. C3H7 OH và C4H9 OH. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy nội dung này hay và bổ ích, các bạn hãy bấm like và share. Đồng thời, nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Hãy tham gia để lại những ý kiến bình luận, góp ý của các bạn, để chúng ta cùng nhau xây dựng kênh này thành một nền tảng học trực tuyến miễn phí và chất lượng nhất Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.